đấy để người ta nghe được, tức là coi như mình khái quát toàn bộ các cái nội dung của xong rồi đọc văn, xong rồi bắt đầu là tập trung ngay vào đọc văn, văn xong này tiếp tới nước tới miền tin tân đọc giới thiệu đoàn và kính mời, kính mời ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thanh Chương dẫn đầu để bà con nhân dân trong khu vực cách ly. Đồng chí Ngô Bá Văn thường 337 quân khu 4 của chúng ta không còn nữa. Hôm nay một lòng một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, là một quân nhân, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó. Thương hơn đó chính là thiên tai bão lũ đã cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu đồng bào tỉnh Quảng Trị, làm 22 chiến sĩ của chúng ta phải hy sinh. Sau những ngày cho gia đình, cho quê hương, các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, tiếc thương vô hạn. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tưởng nhớ về xa nhau mỗi người một nơi. Trong khi anh thực hiện nhiệm vụ kinh thì nhiều, chỉ đã vượt qua một quãng đường rất xa với mong mỏi nhanh chóng được về gặp mặt. Đau thương nào hơn khi phụ việc ly sinh tử, đồng chí đã được đơn vị quân đội đảng nhà nước tặng thưởng huy chương chiến sĩ. Trương, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và nhân dân huyện. Sáu đấy rồi thì nguyện vọng của thủy chiều nay.